Chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu năm buồn quá, máy bay Su-22 lại rơi khiến phi công thiệt mạng. Cũ rồi phải thay mới thôi. Chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của kênh Tin Mới. Các bạn thân mến, Tết âm lịch vừa mới trôi qua được mấy ngày, toàn dân Việt Nam lại nhận được một tin rất buồn. Đó chính là việc máy bay cường kích Su-22 đã bị rơi, khiến cho một phi công thiệt mạng. Đây là một thông tin rất tồi tệ và chúng tôi mong muốn được chia sẻ nỗi đau với gia đình và đơn vị của phi công xấu số. Tin cho hay, máy bay Su-22 của Trung đoàn Không quân 921 gặp nạn khi đang hạ cánh ở sân bay Yên Bái. Phi công Trần Ngọc Duy đã hy sinh trưa ngày 31 tháng 1. Đây là một đoạn video được lan truyền trên mạng, chưa được xác minh, ghi lại khoảnh khắc được cho là Su-22 đã bị rơi và phát nổ. Qua video, chúng ta có thể thấy phi công đã phóng ghế thoát hiểm, nhưng rất có thể do ở độ cao quá thấp, dù không bung nên đã không qua khỏi. Cụ thể, vào lúc 12 giờ 09 phút, chiếc Su-22 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy Trần Ngọc Duy cất cánh bay huấn luyện. Trong lúc hạ cánh, Su-22 đã gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng đã cố cứu máy bay. Đến 12 giờ 27 phút, Su-22 rơi, phi công hy sinh. Theo thông tấn quân sự, Đại úy Duy 31 tuổi, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Anh là phi đội phó, tham mưu trưởng phi đội 1 Trung đoàn Không quân 921. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không Không quân và các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân tai nạn, thăm hỏi động viên làm công tác chính sách đối với Đại úy Duy và gia đình. Gần 5 năm trước, máy bay Su-22 số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921 xuất phát từ sân bay Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa, bay huấn luyện thường kỳ đã gặp tai nạn trên vùng trời Nghệ An. Hai phi công đã hy sinh. Phi công là một nghề nguy hiểm, đặc biệt là phi công quân sự. Trong cả ngàn người mới có thể chọn ra được một người đầy đủ tiêu chuẩn để đào tạo. Tuy nhiên, tai nạn trong huấn luyện là không thể tránh khỏi. Cho dù là Việt Nam hay các cường quốc số 1 thế giới khác, máy bay mới hay cũ đều có thể gặp sự cố trong quá trình bay mà chúng ta không thể lường trước được. Tuy nhiên, Su-22 hiện nay được xem là loại máy bay già cỗi mà nhiều nước đã loại biên từ lâu. Các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra cũng biến nó trở thành quan tải bay, thay thế cái tên MiG-21 trước kia. Có lẽ không thể chờ đợi được nữa, Su-22 sẽ phải được thay thế trong thời gian sớm nhất và ngừng bay để đảm bảo an toàn cho các phi công. Máy bay chiến đấu Su-22 là phiên bản xuất khẩu máy bay Su-17 do Liên Xô cũ phát triển từ những năm 1960, dựa trên thiết kế máy bay Su-7, Su-17 và Su-20. Hình dạng cánh cụp, cánh xòe cho máy bay khả năng cơ động và phạm vi hoạt động cao hơn. Với tải trọng chiến đấu nặng hơn, Su-22 đã được tối ưu hóa cho khả năng bay tốc độ cao ở tầm thấp. Trong đó, Su-22 M4 Fighterka là máy bay tiêm kích ném bom siêu âm một chỗ ngồi, một động cơ được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất bằng vũ khí dẫn đường và không dẫn đường cũng như để trinh sát trên không. Trong một phạm vi hạn chế, máy bay cũng có thể được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu trên không. Trong dòng máy bay Su-22, đây là phiên bản hoàn hảo nhất, được trang bị tốt nhất cho các hoạt động chiến đấu trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Ban đêm, nó cũng được trang bị ghế phóng K-36D được sử dụng cho MiG-29 và Su-27. Su-22 M3K được thiết kế để huấn luyện nâng cao. Máy bay tấn công mặt đất mạnh mẽ này là vũ khí linh hoạt trong lực lượng không quân của Liên Xô trong rất nhiều năm và được xuất khẩu rộng rãi sang các quốc gia như Iraq, Afghanistan, Syria, Ba Lan và một số quốc gia khác. Liên Xô cũ và nước Nga kế thừa sau này đã sản xuất khoảng 2.200 chiếc Su-17, Su-20 và Su-22. Trong bối cảnh năm 1979, do nhu cầu cần có một loại máy bay chiến đấu đa nhiệm với tầm bay dài, vừa có thể không chiến, vừa có thể tấn công mặt đất để làm trợ cho bộ binh, Việt Nam đã được Liên Xô viện trợ một số máy bay tiêm kích bom Su-22M UM. Sau khi số Su-22M UM trong đợt viện trợ đầu tiên ngừng hoạt động,
Đầu năm 1989, Trung đoàn Không quân 937 đã tiếp nhận những chiếc Su-22 M4 đầu tiên, biến thể được sản xuất cuối cùng của dòng máy bay Su-22 với những cải tiến đáng kể trong hệ thống điện tử, bao gồm hệ thống ngắm bắn quang học Klein 54 trong mũi. Hiện tại, Không quân Việt Nam đang có trong biên chế với số lượng rất lớn các máy bay tiêm kích bom phiên bản Su-22M, Su-22UM-3K, Su-24M4. Theo một số báo cáo của nước ngoài, trong đó có cả tài liệu nghiên cứu về nền quốc phòng Việt Nam của giáo sư Carl Thayer, trong năm 1998, Việt Nam đã có hợp đồng với Nga để sửa chữa, tăng hạn sử dụng 54 chiếc Su-22M4. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIGRI cho biết thêm, trong năm 2005, Việt Nam đã mua lại từ Cộng hòa Séc 5 chiếc Su-22 và sang năm 2006 tiếp tục mua 8 chiếc từ Ukraine. Những máy bay này hầu hết thuộc biến thể 2 chỗ ngồi. Su-22M3K đã được nâng cấp bổ sung khả năng tác chiến trên biển. Ngoài ra còn có nhiều thông tin cho biết, trong năm 2005, Việt Nam đã ký hợp đồng mua lại 40 chiếc Su-22 đã qua sử dụng từ Ba Lan. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có báo cáo nào khẳng định thương vụ trên và không rõ Việt Nam đã nhận được bao nhiêu chiếc Su-22 từ phía đối tác này. Do vậy, có thể tạm tính rằng, tính đến thời điểm năm 2006, Không quân Việt Nam đã có trong biên chế tất cả 67 chiếc Su-22. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã có 4 vụ tai nạn xảy ra rất nghiêm trọng với Su-22. Su-22 có chiều dài cánh xòe là 13,68m, cánh cụp là 10,02m, tải trọng cất cánh tối đa là 19 tấn. Cường kích này có thể bay với vận tốc tối đa 1.400 km/h trên biển và 1.860 km/h ở độ cao lớn, trần bay 14.200m, tầm bay 1.150 km khi tấn công và 2.300 km khi tuần tiễu. Với bán kính chiến đấu 360 km khi bay thấp và 630 km bay cao khi mang theo 2,2 tấn vũ khí. Phần lớn các phiên bản Su-22 chỉ do một phi công điều khiển, trừ các phiên bản huấn luyện như Su-22U có 2 chỗ ngồi. Hiện chỉ có một số quốc gia còn sử dụng cả cường kích Su-22, bao gồm Angola, Libya, Siberia và Việt Nam. Nhiều quốc gia đã loại biên hoàn toàn hoặc chỉ giữ lại một số cường kích này trong kho. Câu hỏi đặt ra lúc này, nếu loại biên hết cùng lúc số lượng Su-22 như vậy thì đâu sẽ là cái tên mà Việt Nam có thể nhắm tới trong việc mua sắm trong tương lai? Thời gian trước chúng ta đã thấy video ghi lại khoảnh khắc máy bay huấn luyện J-130 ném bom mục tiêu trên biển. Hiện tại, trong biên chế Không quân Việt Nam có 12 máy bay loại này và mục đích của nó có thể hướng tới việc đảm nhiệm một phần nào đó vai trò công kích Su-22. Tuy nhiên, J-130 vẫn chưa đủ khả năng để đảm bảo có thể thay thế được Su-22, dẫu cho chúng ta có thể mua cùng lúc với số lượng lớn vì đơn giá của nó cũng rất phải chăng. Cho nên, cường kích Su-34 của Nga sẽ là mục tiêu khả thi trước mắt nếu chúng ta biên chế 12 chiếc Su-34, cùng với đó là 12 hoặc 24 chiếc J-130 là đủ để thay thế toàn bộ 60 chiếc Su-22 giả cỗi này. Su-34 là máy bay tấn công mặt đất tối tân của Nga, được phát triển bởi Cục Thiết kế Sukhoi bắt đầu từ những năm 1980. Về tính năng, kỹ chiến thuật, Su-34 được thiết kế để tiêu diệt tấn công các loại mục tiêu trên mặt đất và mặt biển. Nó có khả năng tiến công đơn lẻ hoặc theo nhóm trong mọi điều kiện thời tiết, cũng như các điều kiện chiến trường. Ngoài ra, việc sử dụng khung sườn chung với Su-27 đem lại khả năng tự vệ không đối không đáng gờm cho loại máy bay này. Trái tim của Su-34 là hai động cơ tua bin phản lực lớn mạnh Stator 31F, có buồng đốt tăng lực cho lực đẩy tối đa 27.500 ip. Su-34 có thể đạt tốc độ bay lên tới 1.900 km/h ở độ cao lớn và 1.100 km/h ở độ cao thấp. Bán kính chiến đấu có thùng dầu phụ là 1.100 km, không có thùng dầu phụ là 600 km. Su-34 có trọng lượng cất cánh bình thường là khoảng 38,2 tấn, tối đa là 44,3 tấn. Nó có thể mang theo cùng lúc 8.000 kg vũ khí trên 12 điểm cứng dưới cánh và thân máy bay. Su-34 sử dụng được hầu hết các loại vũ khí tấn công chiến thuật hoặc chiến lược của Nga như tên lửa đối đất AS-13-18 Kingbron, tên lửa chống radar AS-14 Kedji, AS-17 Clinton, tên lửa chống hạm KH-35 Uran và tên lửa chống hạm tầm xa KH-41 Mokhit, tên lửa hành trình tầm siêu xa Raduga KH-55, bom chùm RBK-500 và SBED. Về vũ khí không chiến,
Ngoài tên lửa trận đấu tầm ngắn R-73, Su-34 còn được trang bị tên lửa không đối không tầm xa R-77, được dẫn đường bằng radar. Ngoài tên lửa Su-34 còn được trang bị một súng máy 30mm GSH-31 như phiên bản Su-27, Su-30 để không chiến tầm gần. Với sức mạnh vượt trội, một Su-34 có thể làm nhiệm vụ cùng lúc của 4 chiếc cường kích Su-22 trong biên chế của Không quân Việt Nam. Cho nên việc mua 12 chiếc và kết hợp với Yak-130, nó có thể thay thế toàn bộ Su-22 mà Việt Nam đang sở hữu. Còn các bạn nghĩ sao về vấn đề này, hãy để lại bình luận bên dưới video nhé! Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!